rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nguyệt là hiện tượng thường gặp ở nữ giới, nó xảy ra đều đặn hàng tháng và phản ánh tình trạng sức khỏe của họ. Kinh nguyệt ít hoặc quá nhiều, đau bụng dữ dội khi hành kinh là những tác rối mà các chị em cần chú ý điều trị. Thông tin có tại trang Tân trí và trang tin tức 24 giờ. Kinh nguyệt quá ít. Thời gian đèn đỏ dưới 3 ngày hoặc lượng kinh nguyệt ít hơn 20ml được coi là có lượng kinh nguyệt ít. Kinh nguyệt quá ít có thể là hậu quả của sự căng thẳng não bộ, suy nhược cơ thể. Nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nào đó trong người như thiếu máu, bệnh gan, tiểu đường, sán hút máu do chế độ dinh dưỡng không tốt, đội tiết không điều hòa, bị lao bộ phận sinh dục, dính cổ tử cung. Kinh nguyệt quá nhiều Lượng kinh nguyệt quá nhiều là lượng kinh nguyệt ra hàng tháng vượt quá 100ml hoặc thời gian đèn đỏ kéo dài quá 7 ngày. Nếu tình trạng kinh nguyệt quá nhiều liên tục xuất hiện thì chị em cần cảnh giác vì nó có thể là do những rắc rối bên trong cơ quan sinh sản. Ví dụ như màng trong tử cung bong ra bất thường hoặc do các căn bệnh ở tử cung như u sơ tử cung, viêm nhiễm cổ tử cung gây nên. Ngoài ra, kinh nguyệt quá nhiều cũng có thể do bệnh ở các cơ quan khác như rối loạn chức năng gan, các bệnh về máu hoặc do vệ sinh vùng kín chưa tốt trong thời gian đèn đỏ, tinh thần căng thẳng. <laughs> kinh nguyệt tháng nhiều tháng ít Nếu thấy kinh nguyệt có dấu hiệu bất thường như thế này, bạn nên suy nghĩ tới khả năng do bạn bị rối loạn sức khỏe và tinh thần, áp lực căng thẳng hoặc do mắc một số căn bệnh phụ khoa, bệnh u sơ tử cung, viêm nhiễm tử cung, rối loạn chức năng gan. Rất nhiều chị em có những triệu chứng khó chịu trước kỳ kinh nguyệt như bụng dưới hơi căng tức, bụng đau lâm dâm, lưng mỏi, cơn đau xuất hiện trong lúc hành kinh là cơn đau do co thắt, sung huyết liên quan đến hiện tượng tăng co bóp của lớp cơ ở thành tử cung. Nếu đau bụng dữ dội và mỗi chu kỳ kinh nguyệt, lượng kinh bất thường, lúc ít lúc nhiều, đau trong và sau khi giao hợp. Khi đi vệ sinh, và một số triệu chứng khác như mệt mỏi, buồn nôn thì phải nghĩ tới bệnh lạc nội mạc tử cung. Nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt Mất cân bằng về hóc môn, sự mất cân bằng hóc môn có thể khiến cho việc giải phóng, noãn, bị gặp trục trặc, trứng không dụng nên không thể thụ tinh được. Nguyên nhân gây ra mất cân bằng hóc môn có thể là do hội chứng buồng trứng, đa nang, béo phì, ăn uống thất thường suy dinh dưỡng, những người bị suy dinh dưỡng dễ bị ngừng bài tiết estrogen và ngừng phóng loãn. Phụ nữ bị chứng chán ăn hoặc ăn quá nhiều do tâm lý cũng thường bị thiếu hụt dinh dưỡng estrogen và mất kinh. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như ảnh hưởng của thuốc sử dụng lâu dài, vận động quá nhiều, tuyến giáp, hoạt động kém. Thay đổi lối sống để cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đủ bữa mỗi ngày việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng khiến các hoạt động diễn ra trong cơ thể được duy trì ổn định hơn tập thể dục thường xuyên để cho sức khỏe được tăng cường tinh thần thoải mái và các mạch máu trên cơ thể được lưu thông tuy nhiên không nên tập thể dục quá mạnh ngủ đủ giấc không thức khuya quá nhiều giữ cho tâm trạng thoải mái tránh stress stress có thể gây ra căng thẳng mất ngủ không nên sử dụng quá nhiều chất kích thích đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt thay đổi biện pháp tránh thai. Đôi khi biện pháp tránh thai lại chính là nguyên nhân khiến cho cơ thể bạn chưa kịp thích ứng hoặc không thích ứng làm rối loạn kinh nguyệt. Ví dụ như đặt vòng hay tác dụng phụ của thuốc tránh thai, bạn có thể trao đổi với bác sĩ kỹ hơn về vấn đề này. Áp dụng một số bài thuốc dân gian tự nhiên để giúp điều hòa kinh nguyệt. Đây đều là các bài thuốc từ những thực vật dễ kiếm trong dân gian. Bạn có thể dùng 20 g thân lá cây ích mẫu sắc uống 10 ngày kể từ ngày thứ 14 sau kỳ kinh. Ngày nay, người ta đã sản xuất khá nhiều ích mẫu dưới dạng viên nén. Các bạn có thể mua ống hỗ trợ khá hiệu quả, điều hòa kinh nguyệt và thậm chí là giảm đau bụng kinh. Ngày cứu Ngày cứu có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, giúp cho thân nhiệt ổn định, giúp bạn điều hòa kinh nguyệt rất hiệu quả ngải cứu, đem phơi khô và tán nhuyễn, hãm hoặc là sắc uống nước như trẻ mỗi ngày. Tăng cường ăn các món ăn được chế biến từ ngày cứu cũng là một cách tốt để giúp chữa trị căn bệnh này. Quý vị và các bạn thân mến, những sai lầm khiến trẻ biếng ăn sẽ là chủ đề chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.